cái vòng rừng là full clear 6 bãi. Khi mà anh ta chuyển qua đánh mình ở bãi chim biến dị và sau đó sẽ giang bãi sói để lên được level 4. Còn Aki thì sẽ đứng đây chờ. Khi mà không có thể nào dịch chuyển ra đằng sau lưng rồi thì họ muốn băng trụ luôn. Băng trụ thẳng và Gangplank dịch chuyển vào trụ thì nó quá chậm đến từ Captain. Một điểm mạng khủng rất đơn giản ở bên phía của OMG. Lee Sin ra quay ngược trở lại chặn đầu và tốc biến qua ném bài vàng. Ở đây có Lee Sin, những lượng sát thương của Xin Zhao là rất nhiều con. Ui, Fritz nằm xuống, Aki vẫn có mạng và thậm chí Captain không đủ đam cơ. Captain đủ đam thì sao, đó là hai bị cấu rỉa còn rác hơn rất nhiều. Và quan trọng hơn hết là cái pha thi đấu vừa rồi bên phía đường giữa ở Thundertalk cũng bất lợi khi đã sử dụng cái dịch chuyển quý giá của mình để lên trên đường trên. Thậm chí là Creamy cũng đang đến ở đây rồi, băng trụ tiếp, Niu chưa gì đã chết rồi. Bây giờ là mưa tên lửa quá đẹp, Sawin đang thấp máu bay gói hàng lên tấn công, đấy là Creamy. Creamy hạ gục được Fritz rồi, tiếp tục là Sawin sẽ bị tấn công. Một pha ném bài vàng rất điểm được Aki, nhưng sau đó thì sao? Gold với cả Creamy ở đây, đắt cổ kill Creamy, nhưng mà Corki hết đam rồi. Và đó là một pha 2 đổi 2. Thực ra là cũng là một tình huống shutdown mà bên phía Thundertalk có thể chấp nhận được. Nhưng đây băng tiếp, làm gì có chuyện đổi ngang mà phải đổi lời. Đúng, bao tập phép này về mặt tác dụng của nó sẽ là bắt lẻ chứ không phải là cover đồng đội của mình ở những cánh lẻ. Cho nên quyết định của họ là đúng. Bây giờ đang chuyển hướng, chuyển sang đánh ở khu vực đường dưới đang cản nha. Fritz khu vực này đang cố gắng hỗ trợ sóng âm, cần phải có một pha sóng âm. Đó là một tình huống đồ luôn, cứ cái đầu sóng âm quá chuẩn chỉ đến từ Chris. Mạng cục tiếp theo dành cho ai đây? Nó sẽ dành cho Búp. Hai mạng cục liên tiếp thì nó thoát thành công thì sẽ có hẳn là hai cánh thua luôn, thì lúc đó thì cực kỳ khó. Niu sẽ nằm xuống mà thôi, câu chuyện là quá dễ. Mình lên tấn công Rumble tôi nghĩ là đã quá trễ rồi. Gangplank đã quá thọt, bị thua hai cấp độ và giờ thì đồ rồi ôi, bị rừng đối phương nó đấm cho như thế này thì làm sao mà chơi. Creamy cũng đến để vét 4-0 dành cho Corki. Bán thi đấu trước thì chúng ta có thể thấy rõ ràng là vẫn có một tí xíu gì đó níu giữ tí xíu tuổi thanh xuân thôi. Aki ôi rồi ôi, mới triển khai là thế trận và farm được phải đẩy trụ nhanh, nhưng mà một cái đội hình pick để đẩy trụ thì bị đối phương băng trụ với mưa tên lửa và bắp nằm xuống. Lee Sin có điểm vào gục thôi, nhưng sau đó thì cái mưa đại bác này của Niu cũng ăn được kha khá hỗ trợ đấy. Việc chọn Tetafest ở khu vực đường giữa đang là ván này thân là thoát thua rồi. Tại vì đội hình này thường ví dụ như bạn chọn một hình mạnh mặt giao tranh nhớ luôn cả vào trong thả mưa tên lửa này, nó chết chắc rồi, bốc chắc chắn là chết rồi. Đó là một tên lửa quá tuyệt vời, sao ấy không thể nghĩ tới câu chuyện là nó lại chính xác tới mức độ đó. Sao Nguyên không nghĩ tới cái tên lửa nó lại chính xác tới cái mức độ 100% như vậy được. Cho nên là tôi nghĩ lại mà cũng không nghĩ là cái tên lửa của mình nó trúng. Nhưng cuối cùng thì các thành viên của OMG họ vẫn còn... Thậm chí là thêm cả ông Lee Sin ấy thì mặc dù rất cố gắng có mặt ở điểm nóng. Thực ra Fritz di chuyển không tệ, nhưng mà khi mà anh ta đã đối phương đã quá khỏe rồi thì anh ta không làm gì được ấy. Những tình huống như này chẳng hạn, Cream ta lao thẳng lên với đỏ tử thú, anh ta solo kill pop luôn. Và sau đó Lee Sin đi luôn và lượng sát thương đến từ Able là quá nhiều. Có nội tại bắn tiếp vào sau Wing, nhưng mà thấy đối phương là Leona nên là thôi rẽ. Thế có nào tôi tưởng không, nếu như bắn phát thứ ba mà không có hỗ trợ thêm hồi máu thì chết. Có một cái thấu kính ở đường trên và những cái con mắt cắm để phòng thủ chống cái trường hợp của đối phương đứng ngay trong rừng nhà mình chơi trên đầu trên cổ. Còn lại họ không có một cái gì cả, họ không có tầm nhìn ở nào ở hang rồng. Họ cố gắng lấy một cái trụ này và thậm chí là còn không ăn được. Và Niu chắc là đi thêm lần thứ 7 nào. Úi giời ơi. Ôi trời ơi, một đống dứa lên đầu thì làm sao mà sống đây. Tiếp theo sẽ là Sao Quyên. Sao Quyên chạy ra, Sao Quyên cũng không hiểu luôn. Thật kìa. Ủa, con tưởng là cái tên lửa của đối thủ ông trời à. Biệt rõ ràng nhất giữa Corki này với cả Corki lên theo dạng là Vương Miện hay là Luden ấy, đấy là việc là còn Corki này nó phá nhà nhanh hơn. Khi mà bạn có tầm đánh mà có tốc độ đánh thì con Corki nó phá nhà cùng với cả Zinix nhiều hơn. Con Baron nhổ tí nữa thì chết Able, nhưng mà đằng tuyến sau thì các bạn có thể nhìn thấy là không còn đội hình của Thundertalk nữa. Niu đặt được hai cái thùng combo, chỉ có hai cái thùng thì làm sao mà chơi. Tôi nghĩ là Văn Tùng có thể gạ solo với Niu cũng được ấy. Người ta bay ở trên cái mưa tên lửa của Shandy và như vậy anh ta nằm xuống mà không gây được lượng sát thương nào cả. Bây giờ bị hai lần Valkyrie của Creamy đi luôn. Creamy bị sút vào, đó điểm shutdown dành cho bên phía của Fritz. Nhưng mà sau đó thì sẽ là hủy diệt dành cho bên phía OMG mà thôi. Họ mất một người, họ mất hai người luôn, nhưng họ có được cái nhà